Thế có bộ áo tím cho nhà tôi chưa? Có rồi. Đây. Tôi xin, tôi về bàn nhá. Ma Thản ơi, lấy băng ma. Cái tiền sư cái con này, làm sao mà phải gọi giống cái tên cúng cơm của ta lên thế? Cháu gọi thế cho nhanh, bờ sông có người chết đuối, bà xếp combo vàng mã nhanh không người ta mua chỗ khác đấy. Thế ở khúc nào? Ở chỗ cái cây cô đơn. Bạn bè của mẹ toàn là những đối tác làm ăn quan trọng. Hai đứa phải biết chủ động thiết lập mối quan hệ, tự nâng cao giá trị bản thân lên. Cứ nhớ câu gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Nghe chưa? Mà anh Nghĩa, mẹ thấy anh mặc cái áo sơ mi có khi sang hơn đấy. Cái áo vest ấy không ổn đâu. Dạ vâng ạ, để lát con cởi ra. Anh Nghĩa nhà con dáng đẹp, con thấy mặc vest ổn mà. Thật ra tấm áo thì chẳng làm nên thầy tu, ấy là ngày xưa thôi. Chứ còn bây giờ muốn làm ăn ý là họ phải đánh bóng mạ kền kinh lắm. Một bộ vest nhìn đơn giản vậy thôi, thế nhưng mà nó thể hiện đẳng cấp của một người đàn ông đấy. Mình đang khó khăn, thôi bỏ đi anh ạ. Thôi chú cứ đi lấy thông tin về đây đi, rồi hai anh em mình cùng ngồi bàn tính. Ngon thì chơi. Tiền nhiều như thế xoay đâu ra bây giờ ấy. Chú gọi ngay cho thằng Tuấn, bảo ngân hàng ấy, nó định giá xem cái nhà của anh đang ở ấy, vay tối đa được bao nhiêu. Em gửi chị ạ. Về nguyên tắc là trung tâm sẽ thanh toán qua đầu mối là những người giới thiệu bọn em đến đây. Vâng ạ, em biết làm thế là sai ạ. Nhưng mà mai dỗ mẹ em cần tiền gấp chị ạ. Chị linh động cho em lần này thôi nhá, nhưng mà lần sau thì không có như thế này nữa đâu nhá. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Làm gì mà tiêu nhiều tiền thế? Mới lấy lương mà đã tiêu hết tiền rồi à? Có lương rồi ạ. Chị mới chuyển tiền lương của bọn em qua cô Nguyệt mấy ngày trước rồi mà. Con tính là trung bình một ngày thì con sẽ chạy được 2 cuốc. Sáng 1 cuốc, chiều 1 cuốc. Mỗi 1 cuốc là 500.000. Như vậy là một ngày con thu về được 1 triệu. Một năm có 365 ngày, vậy là một năm con thu về 365 triệu. Con đã trừ những cái khoản như là xăng dầu này, bảo dưỡng này, phí cầu đường đi. Con trừ xông xênh đi, hẳn đi 165 triệu thì một năm con thu về được 200 triệu. Vậy thì chỉ cần nửa năm thôi là con có thể hoàn trả cái tiền con vay bố. Bây giờ bố hỏi anh nhá, anh đã tính đến chuyện là chuyến ngắn chuyến dài chưa? Rồi ngày lễ, ngày Tết, ngày mưa bão, lụt lội, anh cứ ngồi đấy mà tính cua trong lỗ đi.